Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube của Bác nha. Thì video hôm nay em xin chia sẻ cái hướng dẫn giúp cho tất cả các cô chú anh chị sử dụng cấp cách. Thì trước khi sử dụng thì anh chị phải tải về. Thì anh chị nào chưa biết cách tải về thì các anh chị xem cái hướng dẫn của em nha. Thì ở trên màn hình đây các cô chú anh chị. Thì anh chị nào sử dụng điện thoại Samsung, Apple, Xiaomi, Vivo, ngoại iPhone ha, thì đều sử gọi là điện thoại Android đó, thì gọi là vào cửa hàng Play, CH Play đó. Đây có cái biểu tượng mà cái hình tam giác nè, xanh lá, ca vàng, đỏ, xanh dương đó. Đây chỗ em chỉ nè, anh chị bấm vào, rồi các anh chị gọi là cấp cách. Cấp cách là xài miễn phí nha anh chị, để dùng để dựng video TikTok rồi ha. TikTok là đang một hot trend trên mạng điện thoại. Anh chị nào có sử dụng cấp cách là rất là thuận lợi cho việc mà tạo video trên TikTok ha. Rồi các anh chị nào chưa tải vào á, chưa tải á, thì hiện là cài đặt hoặc là tải về, thì anh chị bấm tải về rồi cài đặt. Thì tải về thì các anh chị đợi khoảng 5 10 phút tùy vào cái mạng điện thoại hoặc là mạng wifi, mạng 4G 5G gì có của các cô chú anh chị ha. Thì khi tải xong á thì các anh chị vào trở lại cấp cách. Thì cấp cách này nó cũng không có buộc anh chị đăng ký thông tin gì hết. Thì anh chị muốn sử dụng thì các anh chị tải về thôi. Đây, thì các anh chị nào muốn tạo một cái video mới thì các anh chị nhấn vào phần chỉnh sửa đây ha, anh chị bấm vào dự án mới. Thì đây em bấm vào cây mai ha, để em bấm vào video này, cây mai này đi, với lại hình ảnh cây mai này, rồi chị bấm thêm. Đó. Rồi âm thanh thì các anh chị nào muốn ghi âm á, giọng nói của mình á, thì bấm vào đây ha. Rồi các anh chị nào muốn thêm cái âm thanh của mình á, bấm vào đây có sẵn á, hoặc là những cái hình ảnh âm thanh có sẵn trên TikTok ha, là tìm kiếm. Đó, cái gì bấm vào. Nó có chị thị kéo tới kéo lui để chỉnh sửa theo ý muốn của mình ha. Rồi chữ, các anh chị muốn nhập chữ đâu cũng được. Quốc đi ha. Quá lớn rồi, khung nhỏ lại. Đó. Nhìn xong anh chị bấm vô giao tiếp là ok. Đó. Các anh chị muốn di chuyển cái chữ này đến đâu cũng được ha. Đó. Đây.
video chạy các anh chị muốn mua bán thì các anh chị để số điện thoại trên đó cũng rất là ok. Thì nó có rất là nhiều tính năng thì các anh chị xem và khám phá ha. Là nhãn dán nè, bầu lọc nè, rất là nhiều, chỉnh sửa các anh chị có thể cắt xóa nền rồi cắt chỉnh ha. Đó, anh chị không muốn thì anh chị quay lại, rồi khi các anh chị ưng ý rồi thì các anh chị bấm vào cái tên, mũi tên phía trên này đó, là các anh chị xuất file về điện thoại của mình ha. Thì thao tác rất là đơn giản. Thì Cấp Cách là một trong những cái ứng dụng mà miễn phí trên điện thoại để các anh chị sử dụng để tạo video thì rất là ok. Rồi, bây giờ em sẽ thoát ra ngoài. Giờ các anh chị sẽ vào lại. Đây, đây là video nè anh chị. Đó. Đó, hồi nãy em cái chuyện quốc đó ha. Các anh chị cần chơi nhạc thì các anh chị phải tải nhạc của mình về, và anh chị cần làm tiếng thì nãy có phần intro đó, anh chị bấm vào làm tiếng vào chèn vô thôi. Vậy là anh chị xuất file và về cái điện thoại của mình thì mình có thể đăng. Thì rất là đơn giản, một những cái thao tác đơn giản là các anh chị có thể tải Cấp Cách về nè. Cấp Cách thì tải thì như ban đầu nãy em chỉ đó, các anh chị vào cửa hàng xe Play. Còn nếu anh chị nào sử dụng iPhone thì vào một phần App Store ha, thì vô đây các anh chị chọn Cấp Cách nè đó, thì các anh chị tải về rồi các anh chị vào bấm vào Cấp Cách của mình. Anh chị thoát ha, rồi các anh chị tạo dự án mới đó, rồi các anh chị tạo tải cái video của mình quay cần chỉnh sửa lên. Vậy là các anh chị có thể chỉnh sửa trên Cấp Cách để tạo ra những cái video ưng ý của mình nhất theo ý muốn của mình. Thì video này của em đến đây là kết thúc, thì chúc anh chị thực hiện thành công và tạo ra những video hay để up lên TikTok cho nhiều người cùng xem ha. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Thì các anh chị nào xem qua video này thì hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của em, cũng như là nhấn nút like. Rồi em xin chào tất cả các bạn.